Hello anh em nhá. Thì hiện tại thì sụp mới về cái thôn cực địa. Đấy, mà anh em đang đang săn đón đây. Nói thật ra là cái thôn này nó làm rất tỉ mỉ các bạn nhé. Một hộp thế này này. Em bóc ra thì nó bọc như này này. Nó bọc kính mít. Nó làm bao dịch thế này này. Đấy, nó làm bao dịch thế này thì cái thôn nó rất là đảm bảo các bạn nhé. Đây này. Rất là đẹp. Bây giờ thốn 0.76 nha. Thì em còn cả đống này. Đấy, và nó có đi sai rồi nè. Để bao vào này. Còn này anh em nào mà muốn đặt hàng ấy thì bảo em qua gọi điện hoặc là nhắn tin. À có nhầm Facebook hoặc là Zalo các bạn nha. Thì giá cả của nó là đây này. Đấy, anh em đừng đặt hàng trên web nha. Trên web hiện tại là bên em chưa có đóng bị lỗi á, là chưa thích in cho anh em được. Còn anh em nào muốn mua hàng thật sự ấy thì kết bạn Facebook hoặc Zalo nha. Còn giá cả thì anh em biết rồi đó nha. Thì nhà em còn tặng combo hết, ví dụ như là giá cả là sẽ cắt free cho anh em này, cắt miễn phí ấy, với tặng 20 tấm giá ba lỗ, với tặng một quần chỉ bục thún và tặng một cái sỏ thún ấy. Đấy, cái trò thú này anh em có gì anh em cứ ủng hộ nha. Xin chào anh em.